Hôm nay em xin chào các bác các anh em đường xa nha, đã hướng dẫn cái cách để mình tự gọt cái đầu của mình ở nhà trong cái mùa dịch Covid. Thì đa phần là bị cô lại hết, cũng như là tất cả các tiệm cắt tóc nam đã không còn cắt tóc nữa, mà chúng ta là những người đàn ông như người nam mà cần phải xử lý cắt tóc thì bây giờ phải làm sao? Thì chúng ta phải cắt ở nhà thôi, mà đi vào chi tiết mình tự cắt luôn. Thì nói chung thì mình cắt cái này thì mình sẽ không bắt buộc là mình chúng ta phải là cầm đẹp lắm. Chúng ta cứ gọt theo một cái cách gọi là ngẫu nhiên, thì vì trong cái công đơn nó đã có những cái cử nó đã có những cái cử cho chúng ta rồi, trên cái nguyên lý của nó thì chúng ta cứ cắt. Chúng ta không phải là chuyên, đúng không? Không phải là chuyên gì là thợ cắt, là tao lấy tiền cắt ở nhà, thì mình cứ làm cái cử mà lớn nhất để mình cắt cho nó dài ha. Xong rồi mình sẽ tùy gọt vào và nhỏ dần đó. Ở nhà anh em nào mà mình có cái khăn choàng á thì càng tốt, còn không có khăn choàng thì mình hớt luôn nát rồi mình vũ áo mình đi tắm đó. Mình anh em mình có đồ nghề đó thì mình làm còn khó thì cái cắt tóc không, cái mang tông đơ không cắt được đó. Tại vì để cho nó tóc nó có rơi xuống nó đã ứa thôi đó. Cái đằng nào lát cũng tặng rồi rồi mình hớt tóc anh mình chuẩn bị. Còn vấn đề cạo thì một lát mình sẽ cạo đơn giản thôi, mình cứ lấy cái đồ cạo đâu thì anh em mình cạo ở nhà thôi á. Còn đằng sau nếu mà mình cạo được thì cạo, thì nếu mà ai không cạo được mình có thể mình nhờ vợ, nhờ con trai gì đó thì nó sẽ canh nó cạo cho mình. Ở trong cái phòng này các bác thấy là em đang cầm một cái gương này, là một cái gương ở đây đúng không, gương trên tường, là để khi mà mình hớt thì cái phần mặt sau ấy mình không thấy được, thì lúc ra ta phải mượn cái gương này, là cái gương này hai cái, một cái này nó nhìn để nó soi lại cái đằng sau, nó soi lại cái đằng sau thì ta sẽ thấy được cái đằng sau này nó có đều chưa, thì mình chỉnh. Thậm chí là đôi khi em cũng mày mò tự cái đằng sau mình sẽ tự cạo nhẹ nhẹ, tự được mình làm được không, thì mình thấy xử lý mình lên thấy như vậy là rồi. Nhưng ok đó, các bạn nghe nó chạy cho đúng không, thì ủi luôn thành cái ủi từ cái lớn nhất là cái sợi dài nhất.
cái vùng cạo. Thank you.
cái mắt thấy không? Đó mà xong thì những cái mà đơn giản nhất mình chúng ta có thể làm được thì các bác có một cái chỗ này là nguy hiểm, mà ví dụ như là các bác nào mới hơn lần đầu á mà mình muốn cạo làm sao ấy như cái kiểu lại cái cạo á, thì nếu mà mình cảm thấy mình không tự tin tại vì cái lưỡi lan này nó rất bén thì các bác có thể là mình nhờ con mình hoặc là mình đi làm thì người ta sẽ nhìn cái làm sao ấy, người ta chấm cái bén cho mình, người ta cứ chấm ngang, ví dụ như cái chiều xéo này thì mình chấm xéo xuống, còn cái chiều đằng sau cái thì mình tề thẳng xuống thôi đó. Thì mình sẽ nhờ cái người ngoài để cho nó an toàn chứ tránh làm bắt trước trong đẹp mà chạy máu nha, làm những cái chuyện này mà các bác nhìn giữa hai gương á, mình nhìn hai gương cạnh cái tay mình là nó sẽ bị ngực, mình cứ tưởng cái chuyện đó là thòng nhưng mà thành ra nó lại đi ngực, nó cứ là được cứ ngàn mà được, thành ra là mình sẽ cố gắng để cẩn thận nói thế thôi, em cũng nóng quá rồi em hết vậy là để cho các bác thấy sao vậy, thì một lát mà em thấy chỗ nào chưa đẹp đó thì em nhờ vợ em chấm lại xíu anh nó sẽ ngay ngắn. Chỉ có cách này thôi chứ bây giờ mình ở nhà mà nóng quá thì đổ mồ hôi đeo cái khăn ra cái áo tràng này cho nó đỡ ngứa nhưng mà thật sự nó nóng hết rồi thôi em chào tất cả các anh em các bác nha, mình tự hết ở nhà đó ngăn để thôi chứ giờ nó lụm chỗ nước khó chịu lắm rồi em bye bye.